nước. Cái thứ hai nữa là phải đảm bảo được an toàn. Đối với 16 công trình hồ chứa đang trong quá trình thi công, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu đảm bảo thi công vượt lũ. Bên cạnh đó, Bộ sẽ tổ chức các đoàn thanh kiểm tra các hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mùa mưa bão 2020. Tại Hà Nội thì 100% khu vực ở nội thành đã có nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn. Còn con số này ở ngoại thành cũng là gần 80%. Đây là một thành quả sau nhiều giải pháp nỗ lực từ phía thành phố. Thế nhưng thực tế thì